Vâng, xin chào các bạn yêu thần nhị. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu một dòng sản phẩm đàn nhị hát văn chèo sẩm đám ma cho các bạn tham khảo. Ai mà cảm thấy phù hợp thì tham khảo và xem xét. Đây thì đây là cây đàn nhị hay còn gọi là líu của Việt Nam sản xuất. Đàn được cấu tạo thì bằng toàn thân là gỗ mun, toàn thân bằng gỗ mun từ đầu đến chân là gỗ mun hết, và da mặt da kỳ đà, tay vặn bằng gỗ. Trước đây thì mình cũng có làm thêm cả tay vặn và khóa đồng, nhưng mà để mà nói thì tay vặn bằng gỗ mình vẫn thích hơn. Nó đang là cả một cây gỗ như này, thiên lại có cái đồng ở đây nó cũng không đẹp, bằng gỗ đẹp trường tồn. Còn bảo là lên dây dễ hơn thì nếu mà không, nếu mà trình mình đã có thì lên dây bằng gỗ hay là bằng đồng nó đều dễ cả, không quan trọng. Rất đẹp, da kỳ đà được tuyển lựa da lưng của con kỳ đà. Bạn các bạn nhìn thấy da lưng đó. Bát thì nguyên khối, bát nguyên khối, đục nguyên khối luôn, không ghép tí nào. Ghép thì nó ở đây nó sẽ có cái vết, nó sẽ có một cái vết dọc 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 dọc, dọc như này, nhìn kỹ sẽ thấy. Nhưng mà đây là hoàn toàn là nguyên khối nhá. À, có sao nói vậy đấy, nói dối về các bạn nhìn thấy là ghép thì mình đèn cây mới luôn đó. Nói chung hàng này thì là hàng này là hàng gọi là đỉnh hết nước chấm. Hết nước chấm có nghĩa là bạn chỉ cần đầu tư cây này các bạn dùng cả đời, và cái âm thanh của nó thì đạt tiêu chuẩn quốc gia, đạt tiêu chuẩn là 5 sao. Nhìn sướng không? Càng hút nhiều cái vật cũ nó ra càng đẹp. Rồi. Như nhau hết. Không hề khác là gì cả. Rồi bây giờ mình xin đây. Mình xin test cây này trước đi. Cây này thì cũng như thế thôi. Âm thanh thì nói chung là nó tương đối giống nhau, tất nhiên là nó không thể giống nhau 100% được, như nó 19/10. Thank you.
Ok, bây giờ mình test cái tiếp theo nhé. Các bạn thử thẩm định xem trong ba cây này cây nào hay nhất nhé. Còn dùng từ là hết nước trầm thôi, quá ra là cái âm của cái đàn giống như kiểu là của bác Khải Nhị ngày xưa mà hay kéo cho đoàn của Thanh Long hát văn đấy. Nó không phải là giống nhưng mà nó chính là nó, bởi vì cái mẫu này là chính tay mình mượn được cây đàn của bác Khải đi làm lại, mình tự đi làm. Mình cũng có qua nhà bác đấy học mấy tháng mà. Nhưng mà mình cũng không đánh giống bác đấy lắm, bởi vì là mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, mỗi người sẽ có một cách trình diễn khác nhau, không thể nào mà giống hoàn toàn được, không nhất thiết là phải giống hoàn toàn. Mình là một nghệ sĩ thì mình phải có cái riêng của mình, theo mình là như thế. Đấy, cây này rất là hay. Nói chung là hàng này nó gọi là hàng thừa rồi. Mà các bạn biết hàng thừa là như nào đấy. Hàng thừa có nghĩa là không phải nghĩ nữa. Quán number one. Đấy, lên dây dễ này cần gì để quán đồng. Khóa đồng hay bị trôi khi các bạn lên đúng như này, nhưng một lúc sau nó sẽ bị trôi, tại vì là cái khóa đồng đồ xịn ấy, thì nó khác, nhưng mà bây giờ Việt Nam mình nhập về khóa đồng nó không 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 là đồ xịn đâu.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn lựa chọn được mặt hàng hợp lý với túi tiền của mình, hợp lý với công việc của mình để các bạn kiếm được tiền. Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền.